Không được, mặt phải nhăn hơn tí nữa, phải thật thảm vào. Lại đi, quay quay cái góc nhiều vết thương qua bên này đi. Bên này à? Ừ, diễn đi. Đau đớn nữa xem nào. Ok. Đau quá. Nhưng mà trông nó cứ sao sao ấy. Để anh xem này. Đau đấy còn gì nữa. Mặt anh như kiểu là đang làm nũng. Không đau nha. Không hiểu vấn đề à? Anh phải diễn cái nét nó phải khổ sở vào, nó phải đau đớn, hiểu không? Dẹp đi, mệt người. Ô hay. Thế bây giờ trông nó phải thật là đáng thương thì tôi mới có cớ để xin quản lý cho anh nghỉ làm được chứ. Xin được thì xin, không xin được thì nghỉ việc. Sao mà cứ phải... Gì? Nói đến mà nghe được à? Đâu đâu? Có biết là tôi phải tốn bao nhiêu bọt mép để xin được việc làm cho anh không? Bỏ bỏ, nghỉ nghỉ á. Thế bây giờ muốn như nào? Thì bây giờ coi như vì tôi tí đi. Chịu uống nằm xuống. Nhanh lên. Nào, để tôi đỡ cho. Rồi. Từ từ. Rồi, ok, ok. Duỗi chân ra. Đấy. Đây. Nhắm cái mắt vào. Lông mày hơi nhăn tí cũng được. Thêm chút. Ok. Rồi, tốt. Xuất sắc luôn. Đấy. Trông đáng tin này mà. Nè, xem đi. Trông như kiểu là sắp chết ấy. Mình liễu này à? Xoay đi. Vừa vào vẫn. Rồi. Tôi đã gửi ảnh của anh vào trong nhóm của quán. Nhắn với em gì? Tôi nhắn là anh vừa mới bị tai nạn. Chả có ai chăm sóc mà. Không có tiền đóng viện phí luôn. Giờ hơi à? Sao nhắn thế? Thì kệ, cứ nhắn vào trong đấy. Ai thương thì người ta ủng hộ thêm. Anh có thêm tiền để trang trải cuộc sống, có mất gì đâu. Gì phải xin xỏ ai? Anh không xin, là người ta tự cho anh, được chưa? Sống phải biết đón nhận tình cảm của người khác chứ. Kiểu như anh ấy, người ta gọi là sống ích kỷ, hiểu không? Đấy, thấy không? Vừa mới nhắn vào trong nhóm thôi bao nhiêu người hỏi thăm này. Tối nay á, tôi lên tỉ tê tay quản lý một tí. Là kiểu gì anh cũng xin được nghỉ thêm chục ngày nữa. Gì đấy? Chóng khỏe nhé. Anh Chí yêu à? Bữa nào? Ôi bà Linh này, con gái con đứa rồi mà trơ cháo ấy nhở? Sao anh nhắn cả vào trong nhóm? Xem đi. Dạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Đông giai chuyên nghiệp thật sự. Ai cũng đông được. Tôi mà là quản lý của cái nhóm này nhá, tôi kích một phát cho bay ra ngoài trường gà. Ngứa ở mắt. Ngứa thì gãi. Quan tâm làm cái gì? Ờ, cũng đúng. Anh không để ý, tôi để ý làm cái gì nhỉ? Tôi chết rồi. Phải đi xếp bánh. Ôi giời em. Tí là quên. Thế thôi, anh nghỉ ngơi đi. Đắp chăn vào. Trúng gió bây giờ. Tôi đi đây. Đi cẩn thận đấy. Biết rồi. Thank you.
Mẹ, mẹ nấu cơm sớm mà sao gọi con giờ này? Alo, mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mẹ đừng rụng vườn gì nữa. Mẹ dành thời gian mẹ lo cho anh con đi. Con sẽ cố gắng để kiếm tiền gửi về nhà, nên mẹ không cần phải lo lắng gì cả. Không lại ốm ra đấy đấy. Đến rồi sao không vào? Ngồi đây cho chết rét rồi à? Tôi thấy hơi mệt. Không sốt đâu. Bớt đi làm đi. Mệt thì về nhà mà nghỉ. Tiền mình kiếm cả đời rồi mà. Cố làm cái gì? Anh là người đầu tiên lo tôi mệt đấy. Là người đầu tiên bảo tôi nếu mệt thì nghỉ làm đi. Đừng kiếm tiền nữa. Tôi nói sai à? Từ bé cho đến lớn, anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác biết được thế nào là quan tâm, lo lắng, vừa ấm áp, tan biến đi hết mọi nỗi buồn. Lại vừa chỉ muốn cười vì vui. Phụ nữ phức tạp nhỉ. Khét lẹt lẹt. Tình cảm thế nhỉ? Cầm mồm. Có tình cảm gì thì cũng phải vào phòng. Đứng ở đây lạnh ốm bây giờ. Thế còn đau không? Đây. Ủa thằng nửa đời ốm mà đánh đau đấy.